xin được một chỗ nghỉ ngơi. Giữa những bận rộn, mệt mỏi, chán chường của cuộc sống, con muốn tìm cùng cúi đầu thờ lạy Thánh Thể Chúa. Không ai có thể nói rằng Đức Giêsu là Chúa nếu người ấy không ở trong thần khí. Có nhiều đặc sủng khác nhau. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, chỉ sợ một điều duy nhất, chỉ sợ một đấng duy nhất là đấng có thể cả ngày thật vui, chúc mừng ngày lễ quan thầy, chúc mừng một ngày hạnh phúc, chúc mừng. Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Giữa những bận rộn, mệt mỏi, chán chường của cuộc sống, con muốn tìm nơi Thánh Thể Chúa một chỗ nghỉ ngơi. Giữa những muộn phiền, thất tình, thất bại, thất nghiệp, giữa những chán nản của sự vong ân bội nghĩa của con người, con muốn tìm nơi Chúa một chỗ nghỉ ngơi. Chúa Giêsu ơi, xin cho con được một chỗ nghỉ ngơi trong trái tim Chúa, nơi bí tích Thánh Thể, bí tích của lòng xót thương. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã để lại cho chúng con bí tích huyền diệu để kỷ niệm cuộc tử nạn Chúa. Xin cho chúng con được sốt sắng sùng kính mầu nhiệm mình máu Thánh Chúa, cho chúng con luôn luôn được hưởng nhờ hiệu quả của ơn cứu chuộc. Chúa là đấng hằng sông và hiền trị muôn đời. Mời chị em cùng cúi đầu thờ lạy Thánh Thể Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta mừng sinh nhật lên 8 hay lên 10 lên mấy giờ nhỉ? Của điểm hẹn Giêsu Giáo xứ Công lý lên 8. Vâng, chúng ta cùng hân hoan chào nhau một tràng pháo tay nồng nhiệt trong ngày hôm nay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Và thánh lễ chiều hôm nay chúng ta tạ ơn Chúa cho giáo xứ Công lý, các bạn trẻ và tất cả mọi người trong chương trình điểm hẹn Giêsu 8 năm vừa rồi. Chúng ta không bỏ một ngày thứ sáu đầu tháng nào cả. Và ngày sinh nhật thì người ta đem quà đến ta tặng cho chúng ta. Đó là thế gian, cách xử sự của thế gian. Còn ngày sinh nhật của chúng ta thì chúng ta đem quà tặng đến cho người khác.
Và đó là những người khuyết tật, đó là những người cần sự giúp đỡ, cần sự chia sẻ của chúng ta. Vì vậy chúng tôi xin nhường lời lại cho cha Sở có đôi lời mừng sinh nhật Linh Tám và mời anh chị em đã được mời lên đây để chúng ta nhận món quà trong ngày sinh nhật hôm nay. Vâng, thưa bà anh chị em và các bạn trẻ, hôm nay chúng ta kỷ niệm 8 năm mà chúng ta bắt đầu thành lập đúng vào tháng Thánh Tâm của Chúa Giêsu tháng 6, cách đây 8 năm. Và chúng ta tạ ơn Chúa bởi vì chúng ta đã liên tục để sinh hoạt và chia sẻ với nhau trong niềm vui, trong ơn của Chúa. Để rồi ngày hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục tất cả các hồng ân Chúa ban cho chúng ta. Tôi cũng cảm thấy là với cái nhà thờ nhỏ bé và cũng nhiều khó khăn muốn xây dựng lại mà cũng chưa có được vì nhiều điều kiện, kể cả về vấn đề vật chất và giấy phép của nhà nước. Tuy nhiên thì lòng yêu mến Chúa và lòng quảng đại của tất cả các bạn và anh chị em vẫn luôn luôn là một cái hồng ân của Chúa cho giáo xứ Công Lý này. Và cũng cảm thấy được rằng là đây là một cái phép lạ Chúa làm cho giữa chúng ta, để rồi chúng ta không bao giờ vì cái lý do khó khăn này, vì cái lý do nghèo khổ kia, hay là vì cái bất cứ hoàn cảnh lịch sử, chúng ta vẫn cứ đến với Chúa và vẫn đến với nhau để làm cho nhau tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa và lòng thương xót của Thiên Chúa. Xin một lần nữa chúng ta cho một tràng pháo tay để tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau. Vâng, và sau đây xin mời những ai có chiếc thẻ xanh để có được nhận quà thì xin giơ tay, và xin những người những ai mà có thể đi được thì xin lên trên này để nhận món quà của giáo xứ trong dịp kỷ niệm 8 năm ngày lễ giới trẻ và lễ liên xứ của chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu, tình yêu của Thiên Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Thành tâm xin Chúa tha thứ lỗi lầm thiếu sót của chúng ta để xứng đáng cử hành thánh lễ. Chúa đến làm người để chia sẻ thân phận con người tội lỗi của chúng con,
Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa đổ máu và nước từ trái tim Chúa ra để rửa sạch tội lỗi chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa đã sống lại và cho ban Thánh Thần tình yêu xuống trên chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến cuộc sống muôn đời. Amen. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cử Thánh Thần đến thánh hóa giáo hội ngay từ buổi sơ khai và sai đi rao giảng tin mừng cứu độ. Hôm nay khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng con nài xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện và tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài chép thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, không ai có thể nói rằng Đức Giêsu là Chúa nếu người ấy không ở trong thần thí. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần thí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung. Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một thần khí duy nhất. Đó là lời Chúa. Thiên sư bậc anh hùng dung manh thực hiện lời người.
anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, đấng đã sai Thầy. Các điều đó Thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em. Nhưng đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Ngồi im, đừng dãy dụa. Nguy hiểm đang rình chờ chúng ta từng giây từng phút. Đóng cửa chưa? Đóng cửa chưa? Mấy cửa sổ đóng chưa? Ngồi im, không nhúc nhích. Chúng ta đang ở trong căn phòng nào đấy? Phòng gì? Phòng tiệc ly. Ở đó có ai? Có Đức Maria. Ở đó có ai? Có các tông đồ. Đức Mẹ và các tông đồ đang tha thiết cầu nguyện. Cầu nguyện để xin cái gì? Xin cho trúng số chăng? Có không? Xin cho được visa đi Mỹ chăng? Xin cho được thi đậu chăng? Xin cho được khỏi bệnh tật chăng? Xin cái gì thưa anh chị em? Xin cái gì? To lên. Xin phải biết mình xin cái gì. Xin cái gì? Xin cái gì? Không biết mình xin cái gì. Có mỗi đứa bé này biết. Xin cái gì? To lên, xin cái gì? Xin cái gì? Ở ngoài kia không xin gì à? Chúng ta chỉ xin một điều duy nhất thôi, là xin Chúa Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần hãy đến. Vì không có Chúa Thánh Thần, ta không làm được cái gì cả. Chúng ta biết là lúc đó Đức Maria, các tông đồ ở trong phòng tiệc ly đóng cửa lại vì sợ người Do Thái. Sợ người Do Thái và sợ đủ thứ hết. Ngày hôm nay các bạn sợ cái gì kể nghe? Sợ ma rồi. Sợ gì nữa? Hả? Sợ gì? Sợ Chúa à? Trung Quốc à? Trung Quốc làm gì mà sợ? Chúa tôi. Chỉ có một điều đáng sợ nhất Chúa Giêsu nói: các con đừng sợ gì cả. Trung Quốc hay là Nga hay là Mỹ hay là bất cứ cái gì, không sợ gì cả. Chỉ sợ một điều duy nhất, chỉ sợ một đấng duy nhất, là đấng có thể ném cả xác và hồn này vào hỏa ngục, vào chốn trầm luân đời đời. Chỉ sợ một đấng duy nhất ấy mà thôi. Còn mình đủ thứ sợ. Sợ bóng, sợ gió, sợ mưa, sợ nắng, sợ ốm, sợ đau, sợ bệnh, sợ tật, sợ ghẻ, sợ lở, sợ dốt, sợ nát, sợ đau, sợ khổ, sợ hèn, sợ nhát, sợ nhục, sợ nhã. Thôi đủ mọi thứ sợ. Mà sở dĩ chúng ta sợ là vì mình chưa, hoặc là không, hay là chưa sẵn sàng để mà đón nhận quyền năng, sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Ta thấy các tông đồ cũng sợ như chúng ta vậy. Nhưng mà khi Thánh Thần đến rồi thì các ông mở tung cửa ra. Nào, mở cửa ra. Nào, đứng dậy. Đứng dậy. Đứng dậy. Sợ gì nữa? Đứng dậy ngay.
Thánh Thần đến rồi mà còn ngồi còn sợ nữa à? Đứng dậy thử coi nào, mạnh dạn lên thử coi nào. Và khi mà Thánh Thần đến tràn ngập tâm hồn các tông đồ và tràn ngập tâm hồn chúng ta ngày hôm nay, thì biến nỗi buồn thành niềm vui, biến nhút nhát sợ hãi thành can đảm mạnh bạo, biến lo lắng sợ hãi thành bình an, biến đau khổ thành hạnh phúc. Có Chúa Thánh Thần đến thì ta không còn gì để mà sợ cả. Anh chị em có vững tin vào điều đó không? Có không? Tin không? Và hallelujah, lạy Ngài xin đến. Cầu Ngài liên kết chúng con, chắc mong cho Ngài thành tựu. Cầu Ngài đã thương, trên chưa, trên vỡ hôm nay, trong cho nên người, con Chúa chứng nhận tình yêu. Có một cái điều quan trọng, câu cuối cùng: sống sao nên người. Người nào? Phải người sống dở chết dở, không phải người mà chẳng ra người, ngậm chẳng ra ngậm, mà đó là một người con của Chúa. Mà người con của Chúa ấy là chứng nhân tình yêu. Hãy biểu lộ tình yêu ấy ra với những người lân cận mình, đứng chung quanh mình. Nãy giờ chúng ta đến đây là người xa lạ vì chưa có Thánh Thần. Bây giờ Thánh Thần đến rồi, như trong bài đọc chúng ta vừa mới nghe, Thánh Thần liên kết chúng ta lại, không còn là Do Thái, Hy Lạp, nô lệ, không còn là người giàu, người nghèo, không còn là người sang, người hèn, mà tất cả chúng ta là một trong Chúa Giêsu Kitô, vì Thánh Thần liên kết chúng ta lại với nhau. Nào, quay sang bắt tay người bên phải hỏi thăm cái coi. Bắt tay người bên trái hỏi thăm cái coi. Bắt tay người đằng trước, làm đằng sau. Chúng ta không còn là xa lạ nữa, mà Thánh Thần đến làm cho chúng ta hiểu được nhau, hiểu được những ngôn ngữ khác nhau. Đó là hiểu được tính tình, tính nết của nhau, hiểu được nỗi lòng, hiểu được tấm lòng của nhau. Chúng ta không còn là người xa lạ nữa, mà là một, là người con của Chúa. Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Con hân hoan đem tin yêu đi về muôn nơi, tựa như mưa tuôn mưa hồng ân Chúa trên chân đời. Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Rồi bây giờ thì tôi nói mình được đầy tràn Thánh Thần rồi, chứng nhân của tình yêu rồi, mình nhìn thấy mọi sự nó đổi mới, nó khác đi rồi, khác đi rồi. Bây giờ người bên phải tôi, anh chị em vỗ vai người bên phải nói dễ thương, được không? Người bên phải tôi, người bên trái tôi, người sau lưng tôi, người trước mặt tôi, nắm hai tay người bên cạnh, giơ cao lên, tất cả chúng tôi đều, tất cả chúng tôi đều, tất cả chúng tôi đều, ghế ta. Thưa anh chị em, nếu mà Thánh Thần đến trên thế giới này, đổi mới bộ mặt địa cầu này, thì tôi nghĩ rằng cần nhất là đổi mới bộ mặt của mỗi người chúng ta, đổi mới tâm lòng của mỗi người chúng ta. Làm sao cho những bộ mặt héo hon, làm sao cho những bộ mặt nhăn nhó, làm sao cho những bộ mặt cau có ấy được giãn ra, được tươi ra, được thanh thản, thanh nhàn, thanh thoát ra. Làm cho tâm hồn mình nó không còn bận tâm lo lắng gì nữa cả. Làm cho miệng mình mở ra là nói những lời yêu thương. Làm cho lòng mình không còn đóng kín lại nữa, mà như trong lời Chúa ngày hôm nay, mở ra, nối kết lại với nhau, không còn ai là xa lạ nữa. Và ta làm được điều đó, Đức Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay: nếu các con yêu mến Thầy thì các con giữ lời Thầy.
Mà lời của Chúa mời gọi chúng ta, Thầy truyền cho các con một cái điều răn duy nhất là các con hãy yêu thương nhau. Khi mà ta yêu thương nhau là ta giữ lời của Chúa. Mà khi ta giữ lời của Chúa thì Chúa Giêsu nói, ai yêu mến Thầy, giữ lời Thầy thì Thầy sẽ xin Cha ban Thánh Thần đến với người ấy. Và Thầy, Chúa Cha cũng đến ở trong người ấy. Vậy thì mỗi một người chúng ta lại trở thành đền thờ của ba ngôi Thiên Chúa ngự. Này là hạng sang đó nha, này là khách sạn là mấy sao? Ba sao ăn thua gì? Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, ba ngôi Thiên Chúa ngự mà trong khách sạn ba sao, mấy sao? Ngàn sao. Ngàn sao là nhà nó rách nát, nhìn lên mà thấy trời, thấy toàn thấy ông sao không. Mà Chúa Thánh Thần, ba ngôi Thiên Chúa ngự trong những tâm hồn nghèo khó đấy, những tâm hồn mở rộng ra với vũ trụ, với thiên nhiên, với con người, với ngàn sao đấy. Còn nếu mà chỉ có một sao, hai sao, ba sao và năm sao thì chẳng có sao hết. Năm sao thì chẳng có sao nào cả, nhưng mà ngàn sao ấy là cả vua trời đất, ba ngôi Thiên Chúa ngự trong tâm hồn mình, trong trái tim mình, trong con người mình. Cho nên hôm nay sau khi mà tham dự thánh lễ về, anh chị em phải thấy rằng, wow, hallelujah, tạ ơn Chúa. Vì Chúa thương tôi quá, vì cả ba ngôi Thiên Chúa yêu thương tôi, Chúa Cha dựng lên tôi, Chúa Con cứu chuộc tôi và Chúa Thánh Thần đến thánh hóa tôi, làm cho tôi mở lòng ra để đón nhận cả ba ngôi Thiên Chúa. Và nhất là khi tôi đón nhận ba ngôi Thiên Chúa rồi thì tôi đón nhận những người anh chị em của tôi. Khó là cái đó thưa anh chị em. Cả hai phải là một. Khi tôi mở lòng ra để Chúa ngự vào trong tâm hồn tôi thì tôi cũng phải để cho Chúa Thánh Thần đẩy tôi đến với người khác, đến với người xa lạ, đến với người lân cận, để yêu thương, để tha thứ, để chấp nhận lẫn nhau như Chúa đã yêu thương, tha thứ và chấp nhận tôi. Nếu mà chị em làm được điều ấy thì đúng thật anh chị em đang đầy tràn Chúa Thánh Thần, và anh chị em trở thành những người mà ra đi loan báo, ra đi làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa trên cuộc đời của anh chị em. Nào, bởi những người trong chúng ta, ai là những người đó mạnh dạn ra đi loan báo và làm chứng? Vì Chúa Thánh Thần đến mời gọi chúng ta lãnh nhận quyền năng của Ngài, không phải để giữ cho riêng mình, nhưng phải ra đi, mở cửa bung ra, ra đi loan báo làm chứng rằng Chúa yêu thương tôi, Chúa cứu chữa tôi, Chúa đã phù trợ. Nếu mà không có Chúa tôi chết chắc rồi. Anh lên được không? Ông lên được không? Lên được không? Còn ai lên được không? Xin mời ai lên được lên đây làm chứng cho Chúa đầy tràn Thánh Thần của Ngài. Rồi, chúng ta cho một tràng hoa tay mời những người anh chị em này lên đây. Thưa cha, thưa cộng đoàn, con là hiện nay là giáo xứ Tây Nguyên. Con là Jeremiah Phạm Văn Giang. Năm nay con 82 tuổi. Vâng, con ở Bắc. Thì trong quá trình tôi con chưa cha và cộng đoàn, con chỉ kể vắn tắt trong cuộc đời của con cũng rất tội lỗi. Thưa cha và cộng đoàn, từ năm 58 cho đến năm 82, 85 con mới được xưng tội rước lễ. Vì lý do là thưa bà, ông chị em, ông ngoài Bắc, từ năm 54 thì các chủ chăn rất thiếu vắng. Thế còn chỉ nói như thế. Và đến năm 82 thì giáo phận chúng con thuộc về giáo phận Bắc Ninh, lúc bây giờ mới có chủ chăn lên để kêu gọi tất cả những người khô khan. Có những ông bà là 80 cũng vẫn đến lên Nhật để dình cái phép buôn phối, để trải qua trong chiến tranh. Mà Thái Nguyên của chúng con đó là một khu Tây Bắc, một khu Việt Bắc, như Lai Châu, Điện Biên thì là một khu tự trị của Thái Mèo, nhưng riêng ở Thái Nguyên tức là khu tự trị của Việt Bắc. Vì thế cho nên là cái điều kiện mà đến gần với Chúa rất sai lạc. Thế thì con kể qua sơ đấy. Thì thưa cha và cộng đoàn,
Với chúng con chỉ biết giáo phận Bắc Ninh chúng con là có gồm 6 tỉnh: Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Cạn, tức là 6 tỉnh. Mà trong cái thời gian từ năm 58-59 cho đến năm 80, trong cái năm 57-58 chỉ có một linh dược, có một linh mục rưỡi thôi. Một linh mục rưỡi là sao? Là thưa cha, có một linh mục, còn có một thầy phó tế ở lại, tức là thay quyền. Một linh mục với một phó tế gọi là linh mục rưỡi. Rồi, sao nữa? Trong năm tỉnh mà chúng ta thấy chỉ có một linh mục rưỡi, mà chúng ta thấy đức tin vẫn còn, mà bây giờ càng ngày càng mạnh hơn, đó là ơn của ai? Chúa Thánh Thần. Thế thì thưa cha, thưa cộng đoàn, tôi còn kể vắn tắt như thế, cho nên cái việc mà giữ đạo thì cũng có cái lý do của khách quan một phần, nhưng mà vì cái lòng xa Chúa cao ngạo và cứ theo chảy thua đồng tiền và chức tước, thì thưa cha và cộng đoàn, thì trải qua Chúa cho con đến năm 2005, thì con nói ví dụ như con đây như một Phao-lô có ngã ngựa thì mới quay về với Chúa. Thì thưa cha và cộng đoàn, ông kể chuyện ngã ngựa của ông nghe hay đó. Thì thưa cha cộng đoàn, thì ngã ngựa của con thì con đang như mạnh khỏe, mà lúc bây giờ là cha xứ vận động con vào làm ban hành giáo thì con rất từ chối, một năm con bỏ không làm. Thế thì cứ chạy theo cái cuộc sống. Thế thì đến năm 2008 thì Chúa cho con ngã ngựa như Phao-lô, là con bị tai biến, nằm lệch, không đi được từ 2008 mà đến 2009, đến 2010 lúc bây giờ mới tập tướng mới đi được. Thế thì thưa cha và cộng đoàn, đấy là con áp dụng như Phao-lô, có ngã ngửa mới quay về với Chúa. Như con đây cũng thế thôi, lúc khỏe mạnh làm ban hành giáo, thì thưa cha là con tham gia ban hành giáo đến nay là gần 20 năm. Cha linh hướng, cha xứ cho con đi học lớp thừa tác viên để trao ban mình thánh. Thế con cũng nghĩ rất bình thường, thế con nghĩ là bản thân con là cũng là người công chính rồi, cho nên là cái việc thờ phượng mà thưa cha và cộng đoàn, ông ngoài Thánh Nguyên chúng con ấy, cả một giáo xứ chúng con là cha chính xứ ôm là 27 họ. Một cha xứ coi 27 họ. 27 họ. Mà họ xa nhất là hơn 50 cây, còn gần nhất là từ 7 cây cho đến 12 cây. Hiện nay con là đang tham gia trong ban giáo xứ, ban giáo họ của Đồng Quang, thì cách Đồng Quang vào đến nhà thờ Thánh Nguyên là 7 cây. Nhưng mà thưa cha là hàng năm mà có những cái việc gì thì truyền giáo lại đi đường rừng, là cái tỉnh Thái Nguyên của con ấy, là nó tất cả các người ở các nơi đến làm ăn sinh sống công tác, rồi mọi nơi tụ tập, kể cả trong Nam, còn mấy tỉnh miền Bắc là đều có những con chiên. Nhưng mà thưa cha với cộng đoàn, có những gia đình 8-10 người con, nhưng ngày nay chỉ còn có một bố hay một mẹ là cầu nguyện mà giữ đức tin. Thế cho nên là chúng con trong thời gian mà đi làm ban hành giáo thì giao lưu 27 họ, thì mỗi một ngày lễ quan thầy của giáo họ, thì đặc biệt là các ban hành giáo, ông trùm bà quản là đều phải đến để hợp dương thánh lễ và đồng thời chia sẻ. Thì đấy là thưa cộng đoàn, cho nên là bản thân con đây, lúc bây giờ con cũng vẫn tưởng con là người công chính rồi, đến những giáo họ nào đông vui thì lúc bây giờ mới đi, còn những họ lẻ có đồ khoảng vài chục thì con mới nghĩ là tôi đến đấy không vui. Đấy là bản thân con, cho nên là vì thế Chúa mới cho con chịu sự vác thánh giá. Lúc bây giờ con nằm 2 năm lẹt không đi được, hai người con là cứ sốc hai bên đấy. Thưa bà, thưa cha và cộng đoàn, đây chị, tôi xin làm chứng nhân mà sau khi tôi hiểu biết được lòng Chúa thương xót, thì hiện nay trong người tôi là mang 4 căn bệnh. Thứ nhất là nửa người chia dọc xuống, bên này là nóng, lúc nào cũng như lửa. Bên trái hả?
bên trái là con lạnh, còn bên này là lạnh. Thì cứ rét, thưa cha cộng đoàn ngoài Bắc là có những cái kỳ rét rất cực kỳ, nhưng mà con vẫn nằm chiếu trúc, vẫn nằm chiếu trúc chứ không có mền chân gì chứ. Là thưa bà, ông bà, anh chị em là cái nóng nó vô thường lắm, chứ không phải nóng như này. Lúc nào trong mình của con đây là cũng như tựa như gần lửa, gần nước sôi. Đây vì thế cho nên thấy nói là cái sự, và trong người con 2 năm là không nói là tiếng, tiếng người là nông, nhưng mà nói thào thào như tiếng nữ luôn. 2 năm con, thế nên khi con biết lòng thương xót, thì kêu nhóm trưởng bảo là cụ cứ đi đi, hiệp dưng lòng thương xót này để Chúa cứu. Nhưng mà thực sự lần đầu con đi con lo lắng, vì ngày nào con cũng phải uống thuốc hạ huyết áp mới đi. Nhưng mà đầu con đi rất lo lắng, nhưng mà sau khi được Chúa cho đi, thì trước khi đi con xin Chúa cho con được đi làm chứng nhân, con được hiệp nhất cùng lòng Chúa xót thương để con làm chứng. Thì thương bà anh chị em, con đã nằm lẹt 2 năm, mà đầu tiên ông nhóm trưởng gọi con đi để hiệp nhất. Con đi Nghệ An đầu tiên, đi ngồi xe tức là 7 tiếng đồng hồ, đi từ 3 giờ đêm cho đến 3 giờ chiều mới đến chỗ cầu nguyện. Thế là con thử thách bắt đầu. Thế thì chưa cha và cộng đoàn, đến ngày nay 3 năm nay là Chúa cho con đi làm chứng nhân. Con đi Hải Phòng, đi Nam Định, đi Thái Bình, đi Quảng Ninh, đi Hưng Yên, và vừa rồi đây là con đi lên thị xã Hòa Bình. Thì đến đây cũng có một cái cộng đoàn thương xót, tất cả người giáo dân là toàn người Mường, mà cha chủ chăn cũng là người Mường. Thế thì thưa cha và cộng đoàn, đây là làm chứng nhân. Thì con của chị nói là thưa cộng đoàn, thì chứng nhân của tôi được lòng thương xót Chúa cho cứu tôi, cho tôi sống dậy để tôi làm chứng nhân, mà để thứ nhất là cứu các linh hồn của gia đình con. Thưa cha và cộng đoàn, con có 8 người con, tất nay cả nay nay là con cháu là hơn 50 linh hồn, nhưng mà thực tế chỉ được hơn 10 linh hồn, còn thì cứ ra vào, ra vào, ra vào. Sao nó ra vào là sao? Cái linh hồn ra vào là sao? Ra vào là có linh hồn nhưng mà cũng như chết, là vì không tuyên xưng đức tin, không đến nhà thờ lễ. Đây có nghĩa là cứ giữ đạo như thế thôi, nhưng tất cả việc. Nhưng mà đến ngày nay thì Chúa cho con làm chứng, thì Chúa cho con lại đi được. Và thưa bà ông anh chị em, cái tuổi 80 này đi Honda còn thấy khó, mà tôi 2 năm dậy, bây giờ Chúa cho tôi đi, tôi vẫn đi được xe Honda 15 cây số. Ông 82 tuổi vẫn một mình chạy Honda, tức là xe 80 đó ạ. Honda 80, chứ không phải tay ga. Vâng, 80, mà từ 15 cây số là thường xuyên. Mà trong những cái cộng đoàn thương xót, như thưa bà, thưa cha và anh chị em cộng đoàn, nắng ngoài Bắc cực kỳ, nhưng mà Chúa vẫn cho con vẫn đi xe đạp đi đến cầu nguyện 3 giờ chạm. Thế con cầu nguyện xong, con về, thì Chúa vẫn cho bình an đấy. Tôi thì vắn tắt. Thưa anh chị em, chúng ta vừa mới nghe một ông cụ 82 tuổi mà đã xưng thú trước cộng đoàn mình là như là một phaolô ngã ngựa. Trước đó là rất là tự mãn, cho rằng mình là đạo đức, cho rằng mình ngon lành. Rồi cũng có một thời là đã chạy theo tiền của mà cũng chẳng nghĩ gì đến Chúa cả. Rồi đến khi mà làm việc trong ban hành giáo suốt 20 năm thì cũng chỉ làm theo ý của mình. Chỗ nào thích thì đi, nào không thích thì thôi. Mặc dù cha sở là người phải coi 27 cái họ đạo, mà nơi xa nhất là khoảng 50 cây số, mà nơi gần nhất là khoảng 7 cây số. 27 cái họ đạo như vậy, thì chúng ta thấy rằng Chúa Thánh Thần vẫn hoạt động. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần, một cha sở coi 27 cái họ đạo, xa nhất là 50 cây số mà gần nhất là 7 cây số, làm được cái gì? Nếu mà không có Chúa Thánh Thần thì những ông trùm, ông quản, những bà trùm bà quản như thế này thì làm được cái gì? Ấy vậy mà Chúa lại dùng những con người tội lỗi ấy, những con người bệnh tật, những con người yếu đuối ấy để làm việc cho Chúa, để minh chứng cho mọi người rằng đây là do
quyền năng, sức mạnh của Thiên Chúa nơi những con người tội lỗi, nơi những con người yếu đuối này, chứ không phải là do khả năng, đạo đức hay là sức khỏe như là ông tưởng trước khi ông ngã ngựa. Anh chị em thấy một người 82 tuổi, 2 năm nằm trên giường bệnh, không nói được, cả một bên trái lần liệt hết. Vậy mà bây giờ chạy xe mười mấy cây số, xe Honda 80, đi 3 giờ chiều, có khi về đến nhà là 12 giờ đêm, đi đường rừng, đi đường gồ ghề lởm chởm ấy mà vẫn cứ đi, vẫn cứ làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Chúng ta chỉ biết hallelujah, hallelujah, và cho mình thấy được rằng là không có hoàn cảnh nào, không có lúc nào gọi là tuyệt vọng cả, và không bao giờ lòng tin của chúng ta bị mất được. Không có một quyền năng, không có một cái sức mạnh nào của thế gian này có thể dập tắt niềm tin và làm tan nát hội thánh được. Vì Chúa đã nói quỷ hỏa ngục cũng không làm gì được hội thánh này, đã dựng nên, xây trên tảng đá, đá tảng là Phêrô, và Đức Giêsu là đầu. Chúa Thánh Thần ở trong hội thánh, không sức mạnh nào có thể tàn phá được đâu, thưa anh chị em. Dù có lúc chúng ta thấy như thử là hoàn cảnh hết sức là khó khăn, hết sức là ngặt nghèo, nhưng mà không, chính những lúc ngặt nghèo, lúc khó khăn ấy thì lòng tin của chúng ta lại càng được hun đúc mạnh hơn. Chính lúc ngặt nghèo, lúc khó khăn ấy lại là lúc mà Chúa mời gọi chúng ta làm chứng cho lòng tin của Chúa hơn. Bây giờ chúng ta di chuyển sang phía bên tay trái của chúng tôi đây, thì gặp bữa một người anh chị em, người anh em thứ hai. Anh giới thiệu cho mọi người biết tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì. Vâng, trọng kính cha xứ cũng như là cha Ninh Hướng. Con cảm tạ Chúa Đức Mẹ, hôm nay con được vào đến đây được gặp cha xứ cũng như là cha Ninh Hướng. Anh tên gì, anh tên gì? Đừng, đừng có kính nhiều quá, nó đau mắt. Kính ít thôi, đọc vô luyện. Con là Đa Minh Ngô Văn Kính. Vâng, thưa cha, là con ở giáo xứ Tân Cương, ở trong giáo xứ chỗ ông con đây. Thưa cha, là con thì trước đây con cũng hoạt động một số công tác ở trong giáo xứ. Thế thì có những lần ấy mà con nên ngắm nhân tài xuống ấy, hoặc là các nhân nên ngắm thường xuống, thì ngắm chưa cởi áo ngắm ra thì con đã ngó cổ ra, con hỏi anh em mà thế nghe ngắm có hay không. Đấy là cái trước kia của con đấy. Thế còn sau khi mà đến 2003 thì lúc bây giờ là con bị một cái bệnh vô cùng hiểm nghèo, tức là tự dưng con đang dự lễ trong nhà thờ thì thấy coi như bụng cứ trướng lên, sau đó là thổ huyết, coi như ra không biết bao nhiêu kể. Khi mà điện cho anh con làm việc ở trên bệnh viện đa khoa của Thái Nguyên thì đánh xe vào nơi thì con đã gần chết rồi. Thế nhưng mà khi đưa lên xe thì con từ xe đổ ra tới khoảng độ 20 cây số thì liên tục con cầu nguyện là lạy Chúa Giêsu xin thương xót và che chở chúng con. Lúc bây giờ thì giáo xứ chúng con chưa có lòng thương xót Chúa về, cho nên chưa ai biết. Thế khi mà con đến năm 2008 thì con bị cấp cứu, đến lúc bây giờ là vào 9 lần cấp cứu. Thì truyền vào trong người con là trên 50 bịch máu. Thế là khi nói đến cái chuyện lần cấp cứu cuối cùng thì con nằm trên đường bệnh, con cảm thấy là nó nguy hiểm với sức khỏe quá. Thì lúc giờ mình nghĩ đến Chúa, thì con cầu nguyện, con là lạy mẹ, nếu như mẹ chữa cho con lành thì con sẽ đi làm tông đồ cho mẹ. Nói vậy thôi nhưng không biết đi làm tông đồ cái gì. Thì sau khi mà con ở viện về thì có một cái anh ấy cách nhà con khoảng độ 3 cây, thì vô tình gặp anh này, anh bảo là nếu chú mà tin vào lòng thương xót Chúa thì chú đi cầu nguyện với tôi. Thì lúc bây giờ gan con là trễ xuống bên ra ngang với cặp quần này. Cái gì cặp quần? Tức là lá nách. Lá nách con là nó xa lá nách, nó bị gan xong nó ảnh hưởng, nó nách trễ xuống ngang cặp quần này. Thì con không nghĩ là con dám đi. Thế anh bảo nếu chú tin vào thì chú cứ đi. Thế sau khi con đi thì bắt đầu là con thấy là nhiều những cái nhân chứng ở trong cái chuỗi hạt thương xót đấy mà nó giải ở khắp các nơi từ Nghệ An ra. Thì nhưng mà rất là nẻ tẻ, mỗi nơi một nhóm, mỗi tỉnh một vài nhóm. Thì con thấy là vô số những người, người thì ung thư giai đoạn cuối phải sốc nách đi rồi, người thì coi vậy là mắc những cái bệnh vô phương cứu chữa rồi, liệt nào nằm trên giường bệnh thì cũng được Chúa chữa lành. Lúc bây giờ thì con hăng say ra đi. Và sau khi con ra đi thì như vậy thì gia đình, vợ con, là anh em là rất lo, không muốn cho con đi. Và cuối cùng con về con trình cha xứ, con xin là lập Chúa thương xót ở tại nhà con. Thì được 2 tháng thì cha cũng rất là cổ võ. Thế nhưng mà sau đó thì anh em là cứ nên trình cha là sai sự thật. Thế lúc bây giờ thì ngài cũng không muốn cho tổ chức lòng thương xót nữa. Đấy là cái việc giáo xứ. Thế còn lúc bây giờ thì vô vàn những cái sóng gió đổ không có con. Đâu là vợ con chống đối,
đâu là anh em ruột thịt bảo là ông đi cái đạo Hồi, lúc thì người thì bảo là đi cái đạo gì mà cứ cầu cầu có máu máu nước nước, vì trong cái giờ cả khu vực Thái Nguyên, Tân Cương chưa có một cái nhóm nào cầu nguyện nào thương xót cả. Thế cho nên mỗi khi con đi cầu nguyện ở các nơi thì rất là thấy một niềm vui, nhưng về cách nhà khoảng một cây số thì con cứ làm dấu và đọc kinh mến yêu lạy Chúa Giêsu xin ở lạy Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin Chúa mẹ che chở con. Có những hôm con phải giày vò hàng 2 tiếng đồng hồ, vợ con năng nhục và chửi con như thế, nhưng mà cái lúc đau khổ nhất thì con được nghe thấy một tiếng Chúa nói ở trong tai con là con ơi, ơn cha đổ xuống đâu thì ma quỷ nó ghen tức đến mức độ mà con mắc xác thịt, con nhìn thấy nó con không thể sống được. Thì cũng mỗi khi mà con đau khổ quá thì con lại nhớ là những câu đó cứ in vào trong tâm thản con cho đến bây giờ. Thế và thưa cha là đến bây giờ là 6 năm thì con cũng tạ ơn Chúa là con đi khắp các nơi mà con chỉ làm chứng nhân, chứ con cũng chẳng có cái tài cán gì chia sẻ gì cả, con chỉ làm chứng nhân cái việc Chúa đã chữa lành cho con thôi. Hôm nay con rất tạ ơn Chúa và cảm ơn cộng đoàn đã dành thời gian cho con. Thì xin mọi người là chúng ta hết sức tin tưởng vào đây là một đặc ơn cuối đời cuối thời mà Chúa ban tặng cho chúng ta. Thì xin mọi người chúng ta cũng như lời mà cha chia sẻ, lời cha vang vọng khắp nơi ở bên miền Bắc, con càng ngày thì cái băng của cha lại càng được lan truyền ra ngoài ấy. Nhiều khi con nghe băng của cha mà con phải khóc, con không phải khóc vì là cái gì cả, không phải khóc vì những lời xúc tích ở trong đấy, mà con khóc vì thương mà bao nhiêu con cái Chúa mà lời Chúa đến tận nhà mình gõ cửa mình không nhận ra được. Thế con khóc vì thương họ như thế. Và mỗi khi con bị sỉ nhục thì con lại về cầu nguyện cho những người sỉ nhục con 50 kinh mến yêu hoặc 30 kinh yêu, thì tâm hồn con luôn được thanh thản. Và giờ đây thì con cảm thấy tất nhiên là gánh nặng cuộc đời, con thì nói ra thì xấu hổ, con thì tất cả là con 8 cháu trai và 1 cháu gái là 9, hiện nay là con có 7 cháu nội rồi. Đấy, nhưng mà con vẫn cứ nếu mà tiếng Chúa gọi ở đâu con vẫn cứ ra đi một cách thanh thản. Thế cho nên là thôi thì cũng con cũng không biết nói gì hơn, chứ hết con tạ ơn Chúa và cảm ơn cha. Lúc nãy anh có nói là trước khi biết Chúa anh ngắm nhân tài và anh hãnh diện về cái đó. Anh nói ngắm nhân tài là sao, anh thử ngắm một câu cho người nghe coi ngắm nhân tài là sao. Tức là trong ngoài Bắc chúng con đấy. Anh cứ ngắm một câu coi người ta biết là ngắm nhân tài như thế nào. Thì thứ 11 thì ngắm khi quân dự đóng đánh Đức Chúa Giêsu cùng đóng đánh 2 người trộm cướp mai bên. Con xin ngắm một đoạn ngắn. Ngắm nhân tài có nghĩa là lên thi ngắm, ai mà ngân nga mà đủ hơi rồi đúng cung đúng điệu thì là được thưởng, còn mà ai mà ngắm mà không đúng là cóc cóc đi xuống, đúng không? Vâng, thì có cái ông ấy đi, ông ấy ngắm nhân tài, thì ông đang ngắm cái chỗ không biết là ngắm thứ mấy mà ông Thánh Gioan và Đức Mẹ đứng dưới chân Chúa Giêsu. Thì Chúa Giêsu nói với ông Thánh Gioan rằng cái thì mới tới đó thì ông ấy hết hơi, cái người ta gõ cốc cốc đi xuống. Ông này quê quá, thấy mấy ông trọng tài đứng bên phải mình cốc cốc mà đi xuống, trước khi đi xuống phải chơi cho một phát. Thì Chúa Giêsu nói với Đức Mẹ rằng bà ấy là mẹ mày. Rồi đi xuống. Tôi là thưa cha là tại giáo xứ con đã xảy ra. Vâng, đúng như thế. Vâng, đúng như thế. Đây tôi nói có sách mách có chứng này không? Đâu phải tôi bịa ra thế không? Hoan hô! Thế thưa anh chị em, nếu mà không có Chúa Thánh Thần thì ta làm những cái đó giống như là một cái trò vui. Ta làm những cái đó giống như là kiểu thế gian. Nhưng mà khi Thánh Thần đến, Ngài thánh hóa từng lời ăn, tiếng nói, từng nghi lễ, từng cung cách, từng cử điệu, làm cho tất cả những cái đó nó mang tính chất thánh. Tức là làm với lòng yêu mến Chúa, làm vì vinh danh Chúa, chứ không phải vì vinh danh mình.
Ông làm vinh danh mình nên ông tưởng ông là nhân tài, đúng không? Mà nó không cho ông tài thì ông chửi mẹ mày, đúng không? Còn bây giờ mà có Chúa Thánh Thần rồi thì chúng ta làm tất cả mọi sự chỉ vì vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn. Đó là giai đoạn thứ hai của ông. Khi mà ông nghiệm được lòng thương xót của Chúa, như là thánh nữ Faustina ở trong nhà dòng và bề trên và các chị em đều khinh, đều chê, đều chửi, đều coi như là bị quỷ ám, bị quỷ nhập. Ông còn đỡ đó, chứ bị nói là quỷ nhập, chứ Faustina là trong nhà dòng nó đang bị tâm thần, bị quỷ nhập. Cho nên Faustina cũng bị giằng co giống như ông và giống như tôi, giống như nhiều người chúng ta. Đó là cầu nguyện với Chúa rằng lạy Chúa, nếu mà thực sự mà ý của Chúa muốn như vậy thì Chúa nói rõ cho con biết, đó là Chúa chọn con, Chúa gọi con để con đi làm công việc ấy. Hoặc là không thì Chúa cũng nói cho con biết là đấy là trò của ma quỷ, ngưng, đừng có làm chuyện đó. Bởi vì Chúa cứ để con bị giằng co giữa hai cái. Làm con thấy rõ ràng làm cho Chúa mà cứ bị khinh chê, bị sỉ nhục, bị chửi rủa là sao Chúa à? Thì bà cầu nguyện, bà bảo con cứ bị phập phồng như vậy thì sao? Cùng bà nhận ra lạy Chúa, nếu mà Chúa cứ để cho con phải trong tình trạng phập phồng như vậy, không có dứt khoát, không có ai nói cho con biết, người thì khen, kẻ thì chê, người thì ủng hộ, người chống đối, cứ để cho con như vậy mà con vẫn cứ làm theo thánh ý Chúa vì ý Chúa muốn thử thách như vậy, thì con suốt đời con cũng trông sống trong phập phồng như vậy. Thưa anh chị em, và Faustina phải chịu đựng như vậy, nhờ đó mới làm thánh đâu ạ, chứ không phải là đùa đâu. Thế thì chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn Faustina, Chúa Thánh Thần hướng dẫn ông, hướng dẫn tôi, hướng dẫn cụ, hướng dẫn bà, hướng dẫn chị, hướng dẫn mọi người đi trong đường lối của Chúa. Mà đường lối của Chúa là đường thập giá, là đường gai góc, là đường trông gai, là đường khổ nạn, chứ không phải đường của Chúa là ông đi về, ông rao giảng lòng thương xót Chúa, người ta vắt võng, người ta đón ông, người ta phất cờ, người ta thổi kèn, người ta đón ông. Không có đâu. Coi chừng khi mà người ta đón tiếp ông như vậy. Chúa Giêsu nói Faustina, khi con làm việc thành công như vậy, coi chừng đó là trước của ma quỷ, con dễ kiêu ngạo. Còn khi con gặp chống đối, khi con gặp thử thách, khi con gặp khó khăn, hãy biết rằng đó là việc của Chúa. Nào, ông cũng muốn nói lời cuối như thế nào? Mời ông. Thưa cha và cộng đoàn, con muốn nhắn nhủ với cộng đoàn, và nhất là các anh chị em còn trẻ tuổi, thì lấy những cái kinh nghiệm của con đây sống và giáo dục cho gia đình. Thế thì muốn lời kết của con đây là muốn chia sẻ với tất cả anh chị em đang làm kinh tế, thì ta việc Chúa ban cho hơn anh em, hơn chị em là biết kinh doanh, biết kiếm tiền dễ hơn, còn cũng đồng lứa như anh chị em như thế, nhưng mà lại đi mò cua, đi bắt ốc, đi làm thuê. Thế thì đây là một cái đặng ơn Chúa Thánh Thần trao ban. Nhưng anh chị em cũng đừng quá như lời cha Gia Long nói, nếu làm tôi đồng tiền thì là để mọi sự mất hết. Thì thưa bà cha và anh chị em cộng đoàn, tôi nói vì tổ như con tôi, có một người con cút thì làm một cái nghề kinh doanh, thì trong 5 năm làm thì Chúa ban cho là rất nhiều, đã dư đầy, đã làm được 2 căn nhà 3 tầng, rồi có 2-3 ô tô cả. Nhưng mà rồi cứ cao ngạo, bảo đây là tôi có lực, tôi có trí khôn mà tôi có năng động, nhưng không tin vào Chúa. Thế thì thưa cha xứ và cộng đoàn anh em, tôi chỉ nhắn nhủ cái lời kết để các lớp trẻ 40-50 thì anh chị em cũng đừng quá nặng nề, mà như lời Chúa nói, làm ở bay được thua ở ta, thì lầm thế như con tôi đây ấy, thì là cứ cao ngạo. Mà sau khi trong có 3 năm từ 2007 thì Chúa đã cho sập cầu hết. Mà thưa cộng đoàn, người con út của tôi năm nay là 40 tuổi, mà Chúa đã ban cho một cái trí khôn là rất lanh lợi, làm kinh tế thì đâu gặp đấy, nhưng mà vì sự kiêu ngạo, vì sự cậy sức mình, ta giỏi, ta làm năng động chỗ này chỗ kia, nhưng không trông hơn mà Thiên Chúa, mà cứ tưởng là của mình. Cho nên là từ 2007 đến nay là 2014, hiện nay những cái tài sản ấy là trắng tinh hết. Trong cái lúc trắng tinh đó,
thì có cái nhà của con đây làm để cho con cái hút, nhưng mà cũng mang đi cắm nốt, mang cắm. Thế thì, cầm hả? Vâng, đi cắm là nhà nước đấy. À, đi cầm với bạn, rồi cho đi cắm là sao? Cắm, cầm là như thế. À, ngoài Bắc là cắm, vâng. Với trong Nam nó cầm. Vâng, trong cắm. Thì đến nay, trong những khi đã bị như thế thì lại không tin tưởng vào Chúa nữa. Thì có những bạn bè trước đã làm kinh tế, thì nó nói là, đây này, tao đi đạo Phật thế này, tao chẳng thờ cúng gì, tao tư rằm mùng một, tao cứ như thế này, và tao vẫn cứ lên, mày đi đạo công giáo này khác. Cho nên là từ khi 2007, bán hết nhà cửa, bán hết tô, rồi bắt đầu đi thuê chỗ làm ăn. Làm ăn thì cũng theo lời của con thì có dựng bàn thờ Chúa, nhưng mà bên ngoài cái quán thuê đấy thì lại thờ một kia ông gì bụng to lắm, gọi là thần lộc thần tài gì đấy. Thế thì con về chia sẻ, thế con là lời Chúa nói cũng như là tôi chung trước làm tời chung, không bao giờ thờ hai Chúa. Gái tuyết trinh không nỡ lấy hai chồng. Thế mà ngày nay con lại vừa thờ Chúa lại vừa thờ thần tiền như này, thế con vẫn nói như thế nhỉ? Con rất cứng cỏi, khi đã ngã rồi thì rất cứng cỏi. Đến lần thứ ba mới trong năm đây thì lại đi thuê một cái quán để làm ăn, thì con bảo thế con đã dừng bàn thờ Chúa Mẹ chưa, thì con không nói năng gì hết, cứ âm thầm. Nhưng mà trong cái quán thuê cũng rộng, thì trong bàn thờ kia là thờ Phật, một cái góc chỗ này là thờ thần tài. Thế nó nể con, con bảo dừng bàn thờ của mẹ lên, nó không nói năng gì hết. Thế thì qua những cái sự lời kết của tôi nói để chia sẻ tất cả lớp trẻ, ví dụ như con cái chúng tôi đấy, những anh em đang làm doanh nhân hay làm kinh tế, thì ta đừng có tin vào sức ta. Thì đấy, như con tôi đấy, hiện nay là đồ vẻ, không còn một cái gì đâu. Đấy, thì bây giờ không tin vào Chúa. Tôi thì con xin kết lại, con nói nhiều. Ngân thiên chị em, khi mà Thánh Thần đến cho chúng ta nhận biết rằng chỉ có một Chúa thôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nếu có con yêu mến Thầy, giữ lời Thầy, thì Thầy và Cha Thầy đến ở với con. Và chúng ta ở trong Chúa, Chúa ở trong chúng ta. Lúc đó thì cho dẫu chúng ta có giàu hay nghèo, có thành công, có là đại gia, hay là có thất bại, có trở thành toàn gia. Biết toàn gia không? Hả? Thành công là đại gia, còn thất bại là toàn gia. Mà chỉ toàn gia bọc xương thấy không ạ? Gọi là toàn gia. Thì cho dù có đại gia hay toàn gia, có thành công hay thất bại, chúng ta luôn luôn có Chúa ở trong mình. Lúc đó bình an, hạnh phúc đích thật mới có ở trong ta được. Còn nếu mà không có Chúa ở trong ta, thì cho dù có thành công, có đại gia, ta cũng cao ngạo mà bỏ Chúa. Mà cho dù có thất bại, có toàn gia, thì ta cũng thất vọng, ngã lòng mà bỏ Chúa. Chứ không phải là cứ nghèo là theo Chúa, mà giàu là bỏ Chúa đâu. Không, cái điều quan trọng là có Chúa đã, rồi thì giàu hay nghèo, mạnh hay khỏe, béo hay mập, béo hay gầy, béo hay gầy, thì ta vẫn được bình an vì Chúa ở trong ta. Các bạn nhớ cái điều đó. Điều quan trọng để cho Chúa ở trong mình đã, có Chúa đã, rồi thì bất cứ hoàn cảnh nó xảy ra, ta vẫn bình an và hạnh phúc, mạnh dạn ra đi làm chứng cho quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Hallelujah! Mời các bạn cùng đứng lên. Thần khi Chúa đã sai tôi đi, Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi, sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao tù, mang tin mừng giải thoát. Thiên Chúa đã cứu tôi. Thần khi Chúa đã sai tôi đi,
sai tôi đi loan báo tin mừng. Thật đi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi Ngài sai tôi đi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mời chị em ngồi. Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Chính Thánh Thần làm cho chúng ta có thể được gọi Chúa là Abba, Cha ơi. Chính Thánh Thần làm cho chúng ta nhận ra nhau là anh em. Hãy nắm lấy tay nhau như là những người anh em, con của Cha, và giơ hai tay lên tha thiết cầu nguyện bằng chính lời kinh Đức Giêsu dạy chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con ngự đến. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Trong niềm vui ngày lễ hiện xuống tại Quay Sang, bắt tay chúc bình an cho những người đứng chung quanh mình với một nụ cười thật dễ thương. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho những ai được mời gọi đến để dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã rộng ban cho giáo hội những hồng ân cao cả là thần khí và bánh bởi trời. Xin bảo toàn ơn Chúa tặng ban để thần khí Chúa luôn tác động mạnh mẽ trong đời sống chúng con, và bánh bởi trời ban sinh lực giúp cho người thế đạt tới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Mời chị em ngồi. Xin giao vui nhận tấm lòng
Chúc mừng, xin chúc mừng, chúc mừng và xin chúc mừng. Chúc mừng một ngày thật vui, chúc mừng ngày lễ Quan Thầy. Chúc mừng một ngày hạnh phúc, chúc mừng và xin chúc mừng. Chúc mừng, xin chúc mừng, chúc mừng và xin chúc mừng. Chúc mừng và xin chúc mừng. Chúc mừng và xin chúc mừng. Chúng con mời cha có đôi lời chia sẻ với anh chị em giới trẻ chúng con. Kính thưa cha Giuse, kính thưa tất cả các bạn trẻ và kính thưa tất cả quý ông bà anh chị em. 8 năm trời mà khi ngày xưa nhà thờ không có được cái không gian như thế này, chỉ có một khúc mà phía trên là cái sàn lầu thôi, còn phía dưới là nhà của người ta giống như cái nhà này, ngăn trở không có thể nào mà kết hợp được, và phải sinh hoạt như vậy trong vòng gần ba năm trời thì mới có cái không gian này. Và ngày xưa khi mà các bạn trẻ liên xứ chúng tôi sinh hoạt thì cũng chỉ có ngoài lề đường và ngoài đường để mà sinh hoạt thôi. Và tôi thấy được đó là một phép lạ, bởi vì tình thương Chúa thương yêu những người nghèo và thương yêu tất cả những ai có thành tâm thiện chí. Và cho đến ngày hôm nay thì Chúa vẫn thương cho chúng ta được duy trì cái ngày lễ, cái điểm hẹn Giêsu để mà cảm tạ Chúa, để mà thêm sức mạnh của Thánh Thần và để mà lòng thương xót của Chúa được bày tỏ đối với tất cả chúng ta. Thì một lần nữa tôi xin cảm tạ Chúa và cảm ơn tất cả quý ông bà, anh chị em, các bạn trẻ đã nhiệt tình để tham dự và bền chí thứ 6 đầu tháng nào cũng đến đây để cùng cầu nguyện và cùng chia sẻ với nhau và cảm tạ tình thương của Chúa và chia sẻ cho nhau những ân phúc, những chứng từ mà bởi lòng thương xót Chúa ban cho tất cả chúng ta. Thì cầu xin Chúa thương để Chúa ban mọi phúc lành cho tất cả ông bà, anh chị em và các bạn trẻ đầy những thiện chí. Và đồng thời xin các bạn tiếp tục cầu nguyện cho cái công việc của chúng ta hàng tháng đến đây để mà tôn kính thánh tâm Chúa Giêsu, để mà tôn vinh lòng thương xót của Chúa, để mà đón nhận cái tình yêu làm cho cái tuổi trẻ và sức sống của người Kitô hữu chúng ta mỗi ngày một vươn cao lên mãi. Và đặc biệt là xin cảm ơn cha Giuse vì suốt 8 năm qua vẫn đã đồng hành với tất cả các bạn trẻ và với cả cộng đoàn của chúng con. Xin cảm ơn cha rất nhiều và xin Chúa thương ban cho cha được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Nhiều hồi nãy cha nói là dù có vất vả, dù có gian nan, dù có khốn khó thì cứ như là đó là cái cơ hội Chúa để mà chứng tỏ được rằng là sức mạnh của Thiên Chúa quyền năng giữa những giới hạn và những yếu đuối của con người của chúng ta. Xin Chúa thương để ban cho mọi người chúng ta hôm nay được tràn đầy phúc lộc của Chúa. Và giờ đây các em thanh niên ở trong giáo xứ Công Lý có một bài mua hát để chia sẻ cái niềm vui trong cái ngày mà chúng ta đón nhận ơn thánh của Thiên Chúa và cảm tạ Chúa vì 8 năm hồng ân. Đời con là những nốt nhạc thiêng Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban phúc ân tràn lan tình mến thương vô vàn. Tạ ơn vì những nỗi oan khiên Chúa
đã tôi nên một niềm tin chung kiên. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Đời con là những tháng ngày trôi, Chúa an bài cho thật biết bao lạ lùng. Đời con là tiếng hát không ngơi, ca khen muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc bình an, Chúa thương tặng ban cuộc sống vui tràn hòa. Tạ ơn vì những lúc nguy nan, Chúa đã thương ban niềm cậy trong miên man. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Đời con là những lúc buồn vui, Chúa luôn kề bên cùng sớt chia vui buồn. Đời con là tiếng hát vang xa, hoan ca muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc hiền ngoan, Chúa thương tặng ban nguồn thánh ân tuôn tràn. Tạ ơn vì những lúc điêu ngoa, Chúa đã thương tha bằng tình yêu bao la. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Vì đời con tất cả là có hay không ạ? Hay, xin cho một tràng pháo tay nữa cho các bạn ở lưu xá sinh viên và cũng là thanh niên giới trẻ của giáo sư Công Lý. Xin cảm ơn các bạn trẻ rất nhiều
đã có giải công để mà luyện tập và chia sẻ niềm vui với cả cộng đoàn và niềm vui với cha trong ngày lễ mừng thánh bổn mạng Anbertisita và mừng lạy Chúa Thánh Thần. Vâng, xin cảm ơn cha rất là nhiều vì chính tâm lòng quảng đại bao dung của cha cũng như cộng đoàn giáo xứ mà giới trẻ chúng con trong 8 năm qua đã có điều kiện, đã có môi trường tụ họp nhau lại mỗi ngày thứ sáu đầu tháng để tôn vinh Chúa, để chia sẻ tình yêu với nhau. Và mấy anh chị em, thứ sáu đầu tháng tới là mùng 4 tháng 7, chúng ta cứ 7 giờ bắt đầu là giờ cầu nguyện trước Thánh Thể, là chầu Thánh Thể, sau đó là 7 giờ rưỡi Thánh Lễ. Sau Thánh Lễ này thì cha sở cũng có nhã ý mời các anh chị em trong nhóm thiện nguyện phục vụ ở lại chung vui với các bạn trẻ trong giáo xứ Công Lý. Xin mời các bạn phục vụ ở lại. Mình chị em đứng lên lãnh phép lành cuối lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, anh chị em hãy ra đi làm chứng cho tin mừng của Chúa ở khắp mọi nơi. Hallelujah, hallelujah. Sai tôi đi, Ngài sai tôi đi.